Real Madrid, vị chúa tể C1, đã thiết lập nên một cột mốc huy hoàng mới với chiếc vô địch Champions League lần thứ 15, cú El Décimo Quinto huyền thoại. Thành tích này càng thêm ý nghĩa khi bốn cầu thủ xuất sắc nhất của họ là Dani Carvajal, Luka Modric, Toni Kroos và Nacho Fernandez đã giành chiếc vô địch Champions League thứ 6 trong sự nghiệp của mình. Lễ ăn mừng chiến tích thì đã được diễn ra với sự chào đón nồng nhiệt tại Madrid, từ nhà thờ Almudena đến trụ sở Comunidad de Madrid, tòa thị chính và CBS trước khi kết thúc với lễ kỷ niệm hoành tráng tại sân Santiago Bernabeu được truyền hình trực tiếp trên kênh Real Madrid TV. Trong trận chung kết Champions League vô cùng cảm xúc, Real Madrid đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Borussia Dortmund. Các bàn thắng trong hiệp 2 của Dani Carvajal và Vinicius Junior đã ấn định danh hiệu châu Âu và đưa nhà vua trở lại với ngôi báu. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của Toni Kroos trong màu áo của Real Madrid, một kết thúc hoàn hảo, quá ngầu lòi cho sự nghiệp lẫy lừng của anh tám nghiệp. Anh đã có pha kiến tạo từ quả phạt góc để Carvajal đánh đầu mở tỷ số trước khi Jude Bellingham dâng cho Vinicius Junior ghi bàn thắng thứ hai, kết liễu hy vọng của đội bóng quê hương anh tám. Sẽ là ấn tượng hơn nữa khi khán giả biết rằng đây là mùa giải đầu tiên mà Real Madrid trải qua chiến dịch bất bại ở châu Âu. Họ đã phải trải qua nhiều trận đấu cam go, bao gồm những cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước Bayern Munich ở bán kết và chiến thắng nghẹt thở trong loạt sút luân lưu trước Man City, nhà đương kim vô địch của mùa giải trước. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Carlo Ancelotti, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã thể hiện một tinh thần chiến đấu kiên cường và một bản lĩnh thép, một thứ mà người ta vẫn sử dụng cụm từ DNA vì chẳng biết giải thích như thế nào cho nó hợp lý hơn được cả. Đối với bộ tứ quý 6 của Real Madrid trong thế kỷ 21, Carvajal, Kroos, Modric và Nacho đã 6 lần họ nâng cao chiếc cúp danh giá này cùng với Real Madrid. Họ đã gia nhập hàng ngũ huyền thoại của huyền thoại, tiếp nối di sản của Paco Gento phiên bản C1 cũ. Ông là người từng giữ kỷ lục giành 6 chiếc vô địch châu Âu. Chủ tịch Florentino Perez đã dành những lời ca ngợi đặc biệt cho bộ tứ kỳ cựu này trong buổi lễ ăn mừng vừa rồi. Ông nhấn mạnh rằng những thành tích này không chỉ là công lao của các cầu thủ mà còn là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn bộ đội bóng. Đây là câu chuyện tình yêu giữa Real Madrid và Cúp châu Âu. Mọi người đều làm việc rất chăm chỉ và chúng tôi rất hạnh phúc. Đó là một đêm tuyệt vời vì giải đấu này là nơi mà chúng tôi ưa thích nhất. Nó khiến chúng tôi trở nên vĩ đại với tầm vóc toàn cầu. Mỗi khi chúng tôi giành chiến thắng, có sự thỏa mãn giữa các cầu thủ, chủ tịch và tất cả người hâm mộ trên toàn thế giới. Sự nghiệp của Carvajal, Modric, Kroos và Nacho hiển nhiên là một dấu ấn vĩ đại trong lịch sử của Real Madrid chẳng thể bàn cãi. Họ đã có những đóng góp quan trọng và thành công của đội bóng này, không chỉ ở những khoảnh khắc vinh quang mà còn ở những thời điểm ngặt nghèo nhất. Carvajal, dù ở độ tuổi chẳng còn trẻ trung huyên náo, vẫn đem tới khả năng phòng ngự vững chắc và những pha tấn công biên nguy hiểm. Và anh thì chính là nhân tố không thể thiếu trong cả 6 chiếc vô địch đem về khi luôn được ra sân chính thức trong trận chung kết. Luka Modric vẫn sẵn sàng để bị vắt kiệt nước nhờ vào khả năng điều tiết trận đấu, những đường truyền sắc bén và cả những công việc di chuyển thiên nhiều về thể lực. Anh tám nghiệp Toni Kroos thì sở hữu phẩm chất thiên tài mà càng về giai đoạn cuối của sự nghiệp, người ta càng phải công nhận với nhau nhiều hơn. Nacho với tấm băng thủ quân đã có tinh thần chiến đấu không ngừng nghỉ. Trong giây phút đăng quang trước C1 năm nay, anh đã không còn mang màu sắc là một kép phụ khi cần thiết nữa. Cả mùa giải này, dù người ta có nói như thế nào, Nacho vẫn xứng đáng được định danh là một huyền thoại của màu áo trắng hoàng gia. Những cột mốc quan trọng trong hành trình của bộ tứ quý 6 này cũng thật khó để khán giả vội quên đến như thế. Trong mùa giải 2013-14 cùng với tài lèo lái của Carlo Ancelotti, Nacho, Modric và Carvajal đã giành được chiếc cúp châu Âu đầu tiên trong trận chung kết tại Lisbon. Kroos trước đó vào mùa 12-13 thì đã lên đỉnh châu Âu cùng với Bayern Munich trong trận The Clásico làm điểm kết. Khi Toni Kroos gia nhập đội bóng Hoàng gia, họ đã cùng nhau giành chiếc vô địch lần thứ hai tại Milan vào năm 2016, mở ra 3 chiếc cúp liên tiếp tại Champions League vào các năm 2017 ở Cardiff và 2018 ở Kiev. Thành công tiếp tục đến vào mùa giải 21-22 một cách phi thường khi họ nâng cao chiếc vô địch Champions League thứ 5 tại Paris. Trong mùa giải 2023-2024, Real Madrid đã một lần nữa khẳng định vị thế của mình là ông vua của châu Âu. Họ đã vượt qua những thử thách khó khăn nhất, từ các cuộc lội ngược dòng kịch tính đến những trận đấu cam go trong loạt sút luân lưu. Sự lãnh đạo tài tình của Carlo Ancelotti đã giúp đội bóng duy trì được sự ổn định và tinh thần chiến đấu. Ancelotti với 5 chiếc vô địch Champions League đã trở thành huấn luyện viên thành công nhất trong lịch sử của giải đấu này. Niềm vui cho một bộ tứ quý 6 tuyệt hảo vừa thiết lập đã đi kèm theo một nỗi man mác buồn của những Madridista, bởi vì một trong những người hùng của họ, một trong bộ tứ quý 6 này đã nói lời từ biệt ở ngay đỉnh cao trong cái đêm mà thành Madrid ăn mừng chiếc vô địch.
Nhưng thế thì mới là anh tám nghiệp, phải ngạo nghễ, bản lĩnh và đẳng cấp như thế nào để có được một cái kết hoàn mỹ như là Toni Kroos. Ngay cả chia tay thì anh cũng phải thật phong cách như thế. Còn đó tương lai của Nacho Fernandez, anh được cho là sẽ rời câu lạc bộ khi hợp đồng kết thúc vào cuối tháng 6 này. Từng là một cầu thủ xếp sau Rafael Varane, Sergio Ramos trong suất ra sân chính thức, về sau là David Alaba cập bến, Eder Militao thì lớn nhanh như thổi trong mùa vô địch 21-22. Cho đến khi đội bóng lâm vào tình hình chấn thương, Nacho trở thành một nhân tố nòng cốt, đến ngưỡng mà thầy Carlo Ancelotti cho anh luôn tấm băng thủ quân trên tay áo. Vậy là trong mùa giải có thể là cuối cùng, Nacho đã trở thành người đội trưởng, đích thân là người đầu tiên cầm lấy chiếc cúp vàng, nâng nó lên cao trong khúc khải hoàn của người hâm mộ. Luka Modric ở độ tuổi 38, dù đã gia hạn hợp đồng, thì thời điểm cụ tranh thực sự kiệt nước đã chẳng còn xa. Mùa giải tiếp theo chắc chắn là thời điểm cuối cùng người ta được chứng kiến tiền vệ đội trưởng của Croatia sải bước trong màu áo của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, trước khi một quyết định giải nghệ có thể sẽ không thể tránh khỏi. Còn nhớ, hồi mới chuyển đến vào năm 2013, Luka Modric chẳng có được danh hiệu nào từ Spurs. Để rồi sau 12 mùa giải, cụ tranh đón nhận chức vô địch thứ 26 trên mọi đấu trường. Quả nhiên là pha chuyển nhượng đổi đời. Kroos, Modric thì với sự hào hoa bền bỉ theo năm tháng, chắc chắn đã nhận được những sự công nhận xứng đáng từ người hâm mộ. Nhưng còn Carvajal mới thật sự là một chiến binh bất tử khi có mặt trong trận chung kết C1 trọn vẹn 6 lần. Anh là nhà vô địch châu Âu khi mà Nacho còn ngồi dự bị, khi Luka Modric mới cập bến, còn Toni Kroos thì vẫn chỉ là cái bóng của mình tại nước Đức. Dani Carvajal chính là chứng nhân cho tất cả các cột mốc vĩ đại của Real Madrid, từ cú La Decima cho đến El Decimo Quinto, La Decimo Quinta tùy vào cách gọi. Từ số 10 lên 15 là 6 chức vô địch. Một thập kỷ thực sự đã trải qua kể từ năm 2014 cho đến nay đã là 2024. Tất cả những cái tên còn lại ít nhiều cũng đều đã có những sự thay đổi. Nhưng trong trận chung kết để tiến đến C1, công thức chung của Real Madrid chính là Dani Carvajal, không thể khác được. Lễ kỷ niệm tại sân Bernabeu dù rộn ràng hòa chút tinh nghịch, rộn ràng nhưng kèm theo là những khoảnh khắc đầy xúc động và niềm tự hào của người dân thành Madrid. Các cầu thủ, ban huấn luyện và người hâm mộ đã cùng nhau chia sẻ niềm vui chiến thắng theo cách thật đặc biệt. Những cái chỉ tay lên trời trên nắp của xe buýt, sau đó là pha rồng rắn lên mây xung quanh quảng trường, tiến đến cho một đêm không ngủ là đây rồi còn gì. Số cúp cứ tăng, những cầu thủ hạnh phúc và hãnh diện với màu áo đang mặc, còn những trang sử vàng với thêm những huyền thoại bóng đá thì cứ tiếp tục dày lên. Xin được gửi lời tri ân đặc biệt đến bộ tứ quý 6 mới được thiết lập của đội bóng vĩ đại này. Những giai thoại của Toni Kroos, Luka Modric, Nacho Fernandez và Carvajal sẽ còn tiếp tục được nhắc đến trong tương lai, bởi vì đó là những hành trình mà có thể trong tương lai chẳng ai có thể chạm được tới đâu.